chào quý vị và các bạn. Gần Tết rồi nên chúc mọi người năm mới và nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở đường Hùng Vương. Hùng Vương ở quận 5. Ở đây thì có cái Bắc Sơn Hùng Vương. Đây cũng gần cái chợ An Đông luôn nè. Gần đường Trần Bình Trọng nữa, khu vực quận 5. Nếu mà cô chú anh chị các bạn đi ở đường Nguyễn Trãi thì gần hơn. Ở đây nó cũng gần với Thuận Kiều nữa. Giờ mình đi vô xem đồ Tết khuyến mãi giảm giá thế nào nha. Ở trong đây thì bán quần áo, thời trang rất là nhiều. Ở đây là nó nằm giữa ở Thuận Kiều và An Đông á. Nó nằm ở khu vực giữa. Xem. Này đi với thằng Quân đi xa. Này. Quân thì đi định mua giày thể thao. Hôm nay thì cũng rất là vắng vào buổi trưa. Xe 30%. Em mua giày gì Quân? Giày đát hả? Này là underwear 119.000, 199, 210. Này hiệu lạ nha. Nó ít xài dầu thơm nên không biết hiệu này của Pháp à. Cụm lê du lịch bụi đó. Hả? Năm sao? Làm sao đi Trung Quốc? Hay là gần nghỉ ta? Trung Quốc hả? Trung Quốc đi bằng tàu đi lắm. Không biết nữa. Tàu lửa. Tàu quảng á. Bữa này đặt vé máy bay hay gì á? Ủa đi tàu lửa bên Trung Quốc hả? Ừ. Chắc đi theo tour à? Tour hả? Trung Quốc không biết tiếng. Bên Trung Quốc người nhiều lắm. Vậy hả? Nhanh dữ. Thời gian. Cái tầng này là bán quần áo. Mình lên tầng trên. Không, ở đây tầng nào cũng bán quần áo không à. Ở đây thì rộng. Giống hai lúa vô siêu thị à. Ở đâu đúng rồi, chỗ này lần đầu mình đi phải rồi. Rất là rộng. Bếp hả? Trong đây quần áo. Giờ mới biết ở trong đây bán quá trời đồ. Này áo bà lỗ Nike. Thì có giá là 700. Giấy. Này tới khu vực giày nè. Giày này. Thank you.
Đây đôi 2-3 triệu mà đáng đồng tiền. Đâu có đèn nè, nhắm nhìn nữ nè. Không mà như nam nữ gì mang cũng được. Có mày sao? Kiểu nay nam nữ nào không mang được. Ở đâu nữa? Bên kia nữa hả? Nhưng mà đây là Adidas thôi. Ở trong đây rất là rộng, mà nãy giờ mình đi mới có 2 tầng thôi. Còn ở trên nữa. Hôm nay kỳ cái áo ba lỗ của Nike là 700-800 ngàn. Nãy nhìn cái áo ba lỗ là cỡ 30-40 đô. Mua cái đế bè xấu. Này như đa số là đế bè không? Em mặc với cái gì? Dễ mà mặc đồ. Dễ mặc đồ, cái quần với cảm giác như cái chân bự lắm à. Nên là sai hai triệu chín, đôi này 2.9 triệu. Cái này mà cấp 3 mua đôi đi học là hả, hết cấp luôn. Nó mới hư được. Đây cũng Adidas nữa nè. Này vô mình. Bên kia có nam, bên kia à. Sao nó xe mồi. Em có mua cái này không Quân?
tập gym để người ta. Con kia hiểu khác. Hiểu đây thấy lạ, chắc rẻ hơn. Đúng rồi, xem xong rồi mình quyết định đúng không? Hiệu Kitcher. Khỏi phải dây nhợ luôn. Đúng rồi. Rất là nhẹ luôn. Kitcher không quen gì đó. Tại em chưa quen thôi. Mang này sẽ quen. Này đôi này là 1.8 triệu. 1.8 triệu 9. Sọc thử coi. Mình thấy thử, mình có thấy là nó hợp với mình không? Như cái không đẹp, cái này là giảm giá 10% hả? Tặng phiếu 10% thôi. Bữa nay mua cũng được 10% á. Tới ngày 3, tới ngày 1 tháng 1. Đây này thể thao hả? Bên đây nữ thì sao? Sân đan luôn. Nó cũng nhẹ giống như rốc phải không? Mà này là sân đan. Giờ bi tiết xưa. Quá trời. Quyết định chưa? Oh, quá trời rộng luôn. Đó, vậy bạn nào mà có dịp tham quan đến Sài Gòn thì vô đây thử. Thôi dài đây thì 1.9 triệu, 1.8 triệu bên đây thì giá rẻ hơn. Hiểu này dài dài. Này 1.5 triệu, 1.5 triệu à? Quyết định hiệu nào? Qua này đi. Này phải không? Trong đây có lẽ là đồ chính hiệu, chính hãng. Nên giá nó đúng giá. Giờ muốn có dây hay là không có dây? Giờ quyết định là nay à. Sau một vòng đi thì chọn nay. Một tông hay là nhiều tông? Đôi này đi dơ lắm, nó đen lắm. Nó đen cái nhìn nó kỳ. Hả? Mình đi nhiều môi trường á thì mình mua cái đôi nó nhưng mà mấy này trụi ra. Sao bà đi lựa gì ta? À, trong đây có hôm qua anh coi đồ chơi nít cái. À, bên đây là có đồ chơi nít nữa nè. Giờ mình đi buổi trưa nên mình thấy nó hơi vắng à. Giảm 30%.
còn tầng trên đó là ăn uống, rất là nhiều tầng. Tầng trên là ăn uống. Rồi ăn uống với lại cũng có quần áo nữa. Tầng trên là hết à. Đó, còn ở trên đó là căn hộ. Mình xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Số hình ảnh không khí ở mua sắm gần gần Tết cho mọi người xem nha. Ngày mai là Tết Tây rồi. Ngày mai là 1 tháng 1 năm 2019. Nhưng mà cái tỷ lệ người mua rất là ít.